Ồ, ở đây là cái chỗ này nguy hiểm luôn nè, thì chỉ ít ai dám đi nè. Dạ. Để anh cùng hơn những cái hồ đóng sớm á. Dạ. Rồi anh đọc tên anh phản đi. Dạ rồi. Anh đọc tên em phản cho ông được. Được rồi, được rồi. Chị đọc với em phát cho. Em đọc tên dạ. Anh phản. Chị ở đây là chỗ nào chị? Ở đây là đâu? Ở thôn Hà Sơn. Thôn Hà Sơn. Xã Quảng Sơn. Xã Quảng Sơn. Xã Quảng Sơn. Thị xã Ba Đồn. Thị xã Ba Đồn. Có nghĩa là mọi người ở đây á là hiện tại đi đâu phải đi qua. Hiện tại ở đây á là ít cái nếu như mà các bạn nào mà có hỗ trợ từ thiện á, mình nghĩ nên đến chỗ này. Nhưng mà cái chỗ này thì nói chung là địa hình nó hơi khó khăn và hơi nguy hiểm. Các bạn biết là ở đây á thì mình sẽ cho các bạn, bây giờ mình đang chuẩn bị qua Đắk Phát và thì ở đây á là bạn nhìn nó là giờ là mất điện hoàn toàn hết luôn mọi người. Và bên đó thì nhà bị ngập luôn chị ha. Bị ngập hết trơn rồi. Và đặc biệt ở đây cái nào. Và đặc biệt cái bạn mọi người nhìn ở đây là nước xiết đó mọi người. Tại vì ở đây buổi tối á mọi người không thấy á. Chứ thật ra ban ngày nhìn nó là nước xiết rất là ghê. Cái nước ở đây nó xiết ra nó, mình là dân biết bơi mà mình thấy cũng sợ luôn mọi người. Các bạn nhìn đây. Đây. Nước nó chảy xiết luôn mọi người. Wow. Mình không dám đứng lên. Đây mình đang cho em ở đó. Đây là mấy chú. Ở đây là mất điện hoàn toàn luôn mọi người. Có nghĩa là không mất điện mấy ngày hoàn toàn mọi người. Hên đó là mình có chuẩn bị theo là cái đèn pin hả, nước xiết rất là xiết luôn mọi người, nước xiết đó các bạn ơi. Thực tế là thôn gì quên hoài chị, thôn Hà Sơn, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn. Đúng là cái chỗ này bây giờ thật sự là cô lập so và nặng nề so với những chỗ khác các bạn. Cô lập hoàn toàn luôn, bị ngập luôn. Thực tế là mình đi qua đây á là mình phát á. Hiện tại á là cái chỗ này á là mình thấy rất hiếm đoàn tới cứu trợ mọi người. Mọi người tới cứu trợ lên đây nha, hiện tại mình phát khoảng 80% nha mọi người. Đây, mọi người là mình là người dân biết bơi nha, mà mình thấy cái nước này chảy mình sợ quá, nhìn nó ghê quá, thật sự rất là ghê luôn mọi người. Giờ gì lạnh gì tối lạnh không à, gọi em có áo rồi đây nè. Mất điện hoàn toàn luôn mọi người. Đây mất điện hoàn toàn luôn mọi người. Em lên bò lại một đống hết, xong rồi lên bò tất cả. Bây bỏ hàng lên đó xong thì đọc cái sách này một phát. Rồi ok. À mọi người có đi á đi lên chỗ này mọi người ơi. Thật sự chỗ này họ rất cần hỗ trợ mọi người. Nhưng mà các bạn nhìn mọi người ơi, mất điện hoàn toàn cái gì? Chúng tôi không dùng cái đèn pha là chúng tôi không biết mình đi đâu. Không chưa để lại một đống trong á. Đọc danh sách anh đi phản anh đi phá. Ở đây á có sữa, ý là có bao nhiêu phần, bao nhiêu đủ 80 phần anh. Ủa nãy anh chưa mình đi bao nhiêu phần? 20 hả? Như đủ 80 không? Bây giờ ơi, giờ đi phát này. Dạ dạ. Mất vài cháu nè. Dạ dạ, không sao cô. Ở đây mất điện hoàn toàn cô. Mất điện mất con lâu lắm nha. Ồ ôi. Mấy ngày nhá, mấy lôi từ nó cái đống nha, nửa con bun con lây đây chứ. Hồi nãy mình đi qua đó là mình phát 200 mấy phần rồi, mình phát khoảng 200 mấy phần rồi, mình chờ vào phát đây khoảng chừng 80 phần rồi mọi người. 80 phần nữa. Wow, đầy lạnh quá, cây nhiều. Hoàn toàn cái gì ơi.
mất hoàn toàn là cái gì. À, phải nắm cái phòng không? 80. Dạ rồi rồi. Em đâu phải anh phải em. Dạ 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 dạ. Để bọn em một hồi. Em một hồi kìa. Cho em một hồi kìa. Bữa nay anh ta hỗ trợ nhiều không chị? Hả? Anh ta có hỗ trợ trong gấp. Ôi bên đi chứ còn ít đoàn hàng hỗ trợ lắm bởi vì bác sĩ sống cháu. À. Ngày đi nước chảy vừa là mới có. Mà con nhận ở đây nước xiết ghê giờ con giống biết bơi phải nước xiết ghê á. Nước nó xiết ghê á. Còn đâu? Còn nhiều. Anh Hùng ơi, anh đếm cho phải được 80 phần anh Hùng ơi. Ồ, đây là nước là anh Hùng ơi, chắc không đủ quá, không đủ 80 phần. Đủ sửa đây mình chưa bỏ vào này. Có chảo phu hô để chảo phát. Còn vậy là mình chưa ơi. Bánh cần gì bệnh. Cái đủ nó 2 phần. Đang ấy. Hiện tại cái chỗ này cũng rất là cần thiết luôn em. Chỗ này hiện tại rất khó luôn. Không đủ. Em thử cái chỗ nếm đủ 80 phân này. Đây, cục bao đúng không? Chừng bao nhiêu phần? Anh đếm là đủ không? Nhưng mà đếm là đủ không? Nhưng mà phải công bằng hết. Chị đếm vậy, chị đếm. Đếm. Đây mọi người. Được chưa? Dạ, chú đợi một tí. Cúp điện đi mấy ngày bác? Hả? Đây, cúp điện mấy ngày? Cúp điện từ ngày 7 à? Ủa vậy rồi sao sạc pin? Hả? Sao sạc pin? Rồi mua mới nổ vì mã quý. À, mình đắc quý hả? Ờ. Rồi, nó cơm này nó có nấu gạo này, nó nấu bình thường không? Ồ. À, người ta nấu luôn hả? À, dạ. Gạo đi, còn gạo đi nấu được. Dạ, dạ. Không có gạo thôi đó. Hiện tại đây có gạo không có hả? Có gạo nhưng mà cháy cái máy điện cháy được cháu nó. À vậy bây giờ thiếu thốn là gì? Thiếu lắm là gì? Mọi người thiếu thốn gì để con cái là con kêu gọi cho tại vì là tôm gạo tí đi có chi. Đèn pin. Hả? Đèn tháp đèn pin. Đèn ở dưới đây có đèn pin nè nhưng mà đèn pin nhỏ. Đèn tháp. Nến hả? À, thuốc nến. Thuốc đây có thuốc hay sốt luôn. Là thuộc bố cần anh cắn. À, ở chân hả? Anh cần đúng rồi, anh chân. Dạ. Anh cần có chứ anh chân hả? Chủ động với nó chân. Dạ. Không, ý là bây giờ bà con thiếu cái gì mà nhiều quá. Ý là thiếu cái gì nhiều anh nói con đang livestream này là con quyên góp con yêu mọi người. Dầu ăn nước mắm đó, chính đấy có tháng được bên kia mà mua mới cháu. À, dầu ăn nước mắm không? Ừ, mì chính. Dầu ăn nước mắm mì tôm. Quý vị ơi, đây quý vị ơi. Ở đây là thị gì gọi là thôn Hạ Sơn, xã Quảng Sơn. À, thôn Hạ Sơn. Xã Quảng Sơn. Là cần dầu ăn nè mọi người. Nước mắm nè, tại vì bây giờ đó là độc cô lập đây không có đi qua bên kia được, nên không qua bên kia được. Gọi là lương thực thực phẩm. Dạ. Dạ, ở đây là mất điện hoàn toàn hết luôn rồi. Mà ở đây còn nước xiết quá nè, con đi qua con nước xiết con thấy con chưa đến đi được bình thường nha. Dạ. Ngày hôm qua là nó cầm đo không thể. Dạ. Có nghĩa là chân bây giờ là bị mỗi tên ó này là sủi cảo cho nên rồi ơi, nước ăn của gì ơi? Tàng ó này là sủi cảo.
con dẫn nó đi đi ngược ăn thôi. Bao nhiêu chị, bao nhiêu chị? Đi 10 được 46 nè. Cái án đủ thôi. Anh Tuấn, anh ơi, đem qua kia đi, đem qua kia đi. Đem qua đi có gì em viện trợ tiền rồi cho. Em ứng trợ tiền cho. Chị còn 20 phần đem qua luôn luôn anh ơi. Đem qua luôn có gì em sẽ kêu gọi, em sẽ kêu gọi ứng phó em nữa. À, mọi người hiện tại ở chỗ này mọi người đang bị cô lập, mọi người mất điện mấy ngày luôn, nói chung là nước nó xiết á, thành ra là ít cái đoàn nào tới đây lắm, thành ra là họ rất là cần sự hỗ trợ của mọi người luôn nha, rất cần luôn mọi người. Đây là thôn Hạ Sơn, xã Quảng Sơn ở Quảng Bình, thì có nghĩa là bây giờ là thôn Hà Sơn, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn nha quý vị, tỉnh Quảng Bình. Là bây giờ đang cần dầu ăn nè, rồi nước mắm nè, tại không ra ngoài mua được, rồi nến, tại vì nến bây giờ đây không có đèn điện luôn, nến nè, pin nè, rồi thuốc mà sức ngứa nè. Ở đây có thuốc hạ sốt luôn, còn có mua hạ sốt. Đèn pin thì có mua nhưng mà đèn pin nhỏ nhỏ. À, đem qua nha. Dạ rồi. À bây giờ chị ơi, bây giờ chị đọc danh sách giúp em nha, em sẽ phát nha. Dạ rồi. Anh cất cái đen đi. Mẹ đi xói đen nhá. Dạ. Thế là bạn đọc được, bạn đọc cho quế này. Đọc được dốc cơ. À, vậy bắt đọc đi. Chị, bây giờ chị giúp em livestream cầm tài chuyên em nha. Chị phát để em kêu gọi mọi người. Anh nửa đi rồi. Thế nào, đi bơi đầu bối nha. Vừa kéo vừa nửa để con bé xách. Mọi người bật đèn đó mọi người, bật đèn đó mọi người, bật đèn. Ôi, đây, chị lái kiếm được. Đây, chị đứng này, chị đứng được đi này, chị đứng này. Ba đừng đấy, mẹ đừng đấy đi. Chị em thẳng cho bữa. Dạ. Đây. Thấy rõ ràng đó. À, bây giờ này ha. À, con nói trước. Đây này, con bỏ lên trong đi. Dạ. Không cần thiết đâu. À để con em nói cho. À con nói là giữa là cái này thì của bên con là con ở Bình Dương, con là chỗ con nữ bệnh nhân, con là thầy giáo và với lại là một số mạnh thường quân khác nữa là con là quyên góp ủng hộ hồi nãy đi xuống bao anh ha. Biết. Hồi nãy là xuống Quảng Thiên rồi, xong rồi cái có một cái chị nào á là bên kia á, nick Facebook là tên là Bình Yên á, có liên hệ với liên hệ chưa? Liên hệ với em. À liên hệ với chị là có cái là để phát quà mọi người. Xong rồi á thì ở á là có nhiều ủng hộ nhiều. Có mua là nước, bánh, rồi thuốc hạ sốt, rồi đèn pin. Rồi có gửi tiền mặt nữa. Tiền mặt như không có nhiều rồi thì con phát con tùy người phải là có người phát ít phát nhiều tùy lòng hảo tâm mọi người hay. Dạ. Rồi hay chú là đọc dùm con chú ơi. Rồi thay mặt tất cả mình quên con phát nha. Đâu cái bác hoa? Đâu cái muôn bác? Chưa rồi ba con lắng nghe nha. Ai đọc? Ai bố lên từ thứ tư cái mà. Mai Thanh Trơn. Mai Thanh Trơn mới rồi. Rồi. Rồi cái nữa cái gì nữa? À, anh cho nước anh nước quên. Rồi cái gì nữa? Rồi chị có cho con chú hết chưa? Rồi em gửi chị 100 ngàn mà ha. Ý là tùy có thể em cho nhiều cho ít nha, tùy theo người khó khăn nha. Ưu tiên những người già và những... con sẽ phát ưu tiên những người lớn tuổi. Những người nào bị tàn tật có này nọ, con ưu tiên người đó. Anh đưa những người phần trước anh, đưa phần này trước anh. Dây nước xuống anh, cho nước xuống anh. Một hồi, anh ơi, một hồi còn dư là mình đưa hết luôn nha. Còn dư mình đưa hết hôn luôn nha. Đưa hết hôn luôn. Đưa em đi hơi. Dạ. Cảm ơn. Bỏ vô luôn. Trên nó khung cúc. Đây.
đây đây đây, có nước nước xuống chưa? Đây rồi. Dạ. Chân chất lượng. Thôi, một người một phần, một phần một phần ha. Rồi. Có chân được có đấy. Có chân được thôi đi. À, khúc cuối này bây giờ còn dư còn để nó phát hết luôn nha, còn không chữa nha. Mai Văn Hầu. Mai Văn Hầu mốt đi tí. Mai Văn Hầu. Con chiếu lên này để đây con chiếu lên mặt con chiếu lên người mọi người có tiền mặt mọi người nhớ ném người lấy mọi người mai thế này có mắt đậm nhá. Dạ dạ con cũng quay con mẹ năm liệt dương rồi mẹ năm liệt dương mà năm ăn bị mấy năm rồi chỉ phải hai chay mà hai chay ngược nhưng mà phải chọn mẹ liệt dương đúng không liệt dương luôn dạ dạ cho tiền nhiêu nhiêu vậy mẹ chứ năm thì được luôn 100, 200, 300 dạ rồi thì chú qua chị lấy cái này rồi chú qua chị lấy cái này rồi đúng rồi chị đổ nước ra đúng rồi đúng rồi cô lên trên đừng qua dưới thì không đấy của cổ chứ đầu đó là của cổ của cổ có hai người luôn dạ cô quay lên trên đừng qua dưới này quay mặt thì còn ai là quen á mai thế này hai nữa rồi. Ủa là hai người luôn sao? Không người là anh hai nha, anh gì? Em đột dạ rồi em gửi. Dạ. Trần Thị Lan. Trần Thị Lan. Trần Thị Lan. Rồi. Đây mặt cái mặt này nguội thôi, phát nha. Con quay mặt nữa, con quay mặt, ta đừng quay dưới, quay dưới. Trên điện thoại rồi. Quay nè. Trần Thị Điệt. Dạ. Trần Thị Điệt. Có không? Có thì có. Có thì nói cho to. Nói đấy. Có. Có to. Trần Thị Liều. Có nước rồi. Có. Có thì có. Trần Ngọc Trung. Trần Ngọc Trung. Trần Thị Quý. Trần Thị Quý. Có nghĩa là bán rồi, có hồ đang không? Rồi. Rồi. Đi con gửi thêm này. Bấm lên điều chính, điều chính bấm bấm điều chính. Trần Ngọc Minh. Trần Ngọc Minh. Có chứ. Có. Trần Ngọc Thảo Quy. Quay quay đã. Quái lắm nghe được không? Mẹ rõ cái chân thấy được. À, cô lấy một củ nữa hả? Có quả quá, con gửi cô 200 nha. Đây rồi. Mai Văn Mì. Mì ơi. Mai đi lại. Lại. Ở đây tháo lính. Trần Ngọc Tân. Tôi cầm cái điện thoại này cho anh ấy, tại vì cho mọi người đi, không biết là phát quà được dạ. Trần Ngọc Thảo Hiền. Hoàng Thị Hương. Trần Ngọc Hùng Vinh. Trần Ngọc Nhiên.
chung mà. Ừ. Không, nhà con ông già đi. Trần Thị Thuyên. Trần Thị Hồng. Trần Thị Hồng, Hồng Quân. Đem qua chân rồi đúng không anh? Đem qua chân được. À nha, đây anh nha. Chưa. Chưa hả? Còn bên lặng anh rồi. Mang luôn. Giờ lộn sao dễ nha. Anh liên hệ bên đội đó có phần quà chứ đem qua chưa? Dạ. Mấy tuần đi. Dạ. Biết rồi. Liên lại còn bên hai bên. Tên thì Hồng Long. 18 phút. Hả? 18 phút rồi dạ. Phan Nam Long. Bỏ Phan Tư Tương. Phan Tư Đầu. Trần Thị Trí. Trần Thị Hiệp. Mê cái này gì ta? Biết chưa về? Anh à, liên hệ coi lấy hàng rồi cho. Rồi hàng chưa được đi đến. Đi đi về. Có soi có điện thoại. Nguyễn Văn Tâm. Nguyễn Văn gì? Phan Nam Long. Mai Thị Con. Hoàng Thị Lai. Trần Thị Thái. Anh đúng không? Đúng không anh? Lấy đắp cửa, lấy đắp cửa, lấy đắp cửa. Đi gì tuần? Phan Lý Phương. Nguyễn Thị An. Trần Lộc Tùng. Anh
anh ông anh kia là xe sao xe bỏ bên kia anh bỏ lên xe cho ừ bỏ lên xe khoan đi đi mình là chưa rồi 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 ý là qua chưa qua chưa qua chưa 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 đi hai thớt luôn. Mình đất thùng không đúng không ạ? Mình đất thùng không đúng không ạ? Thùng không. Dạ dạ. Để cái sáng nó hột lửa. Có chưa, hiểu chưa? Đây sáng nó hột lửa lên ạ. Ngồi xe em đến ạ, anh đi đi. Anh ơi, đi theo đâu anh đấy? Không có đây, đời xe tới ạ. Có ai đâu không? Không hiểu. À, có ai đập được rồi. Đập tiêu. Tâm thì lương. Về ra. Hay quần hay phần đúng không ạ? Hay phần không? Ờ, đây rồi. Tên Ngọc Dung. Phải chứ rồi đấy. Hết túi rồi. Cứ để đi không? Ốm ít được, phải ốm được. Âm đưa 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 vào trong đó. Nè mà trả nó. Đập chưa? Thôi nhưng mà. Bắt đập đi, bắt đập đi làm sao? Sống luôn. Nguyên Văn Tâm. Cái này sốt bao nhiêu? Bà con nhân giáo ở đó nhá. Ở đó tên mày bà con. Ở đó con có cái gì mà. Còn còn tiếp chưa tiếp đi. Mai Văn Hợp. Bắn Minh Toàn. À hộp lấy cái bịch ra bịch thôi. Lấy bịch ra đẩy đi dạ đúng rồi. Đây đây. Đi con. Đi lấy bật đông thì lấy bật đông đi. Có bật lấy bật đi. Cho em chai nước đi, cho em chai nước, cho em chai nước đi. Hỏi chai nước đi. Chân đi con. Cái đèn pin bỏ vô, đèn pin đang có cho cái đèn này. Nguyễn Lâm Vương. Chị cái đèn pin đang có cho. Vương. Hai chai nước anh Hùng, hai chai nước anh Hùng ơi. Ờ, dạ bây giờ hết hết bóng luôn rồi làm phiền thì thôi nhận nha, này giùm con nha. Trần Ngọc Lời. Trần Ngọc Lời. Anh điện thoại bên kia, điện thoại bên kia. Trần Lời bên đây. Ý nhưng mà ý là phà có tới chưa? Đó, đó, sẵn ở đấy đó nè. Nhưng mà chắc có ai đi đến. Xe chưa chạy tới. Xe tới chưa? Chưa. Nó đấy, chạy tới đây. Anh ơi. À. Lời. Đây. Cho cái. Trần Thị Minh. Con thời đây. Thời bữa đâu.
tiền bán vũ. Nguyễn Ngọc Xuân. Trần Ngọc Tân. Rồi giờ tông lên. Rồi cái đèn pin đó, cái đèn pin đó. Kê con lên miếng cây. Rồi. Trần Ngọc Tiên. Cô đâu ơi, đi cái này cô đâu đấy? Trần Ngọc Tiên. Đây Mai Thị Hương. Còn 20 phần. Anh có cửa đấy mà. Có cửa đấy nè. Không mà cho lúc sửa họ không có điện chỉ có sót lại. Trần Bi Thắng. Có lại đây. Lại nhá. Cô chú ba con ba nhân đang xong ngồi lại đó. Ngồi đó còn nữa còn nữa. Chú kiểm tra con từ cái số này á. Tí đây, từ cái số này á, từ tiên. Cho đến là cũng đi chú làm dấu con nha. Tại những người này lúc nãy phát là chưa được nhiều đủ á. Tí nó đầy đủ. Mọi người đợi tí nha mọi người ơi. À 18 sẽ đủ á. Tí nó sẽ đủ. Đi kiếm đi cũng phải mua đồ nhầm nó luôn. Nhầm đi kia. Ờ xin chào mọi người ơi. À mình đang ở đây mọi người. Bye bye mọi người nha.